Lâm Tâm Như lộ bụng bầu vượt mặt ở tuổi 45, đang mang thai lần 2 với Hoắc Chí Hòa. Mới đây, hàng loạt trang tin xứ Trung bất ngờ đăng tải Lâm Tâm Như lộ bụng bầu vượt mặt. Người đẹp mặc chiếc áo dài rộng thùng thình nhưng liên tục chống tay, ưỡn lưng để lộ vòng hai nhô lên thấy rõ. Nữ diễn viên được nhận xét là tăng cân thấy rõ khi gương mặt trở nên tròn hơn. Dường như bà xã Hoắc Chí Hòa có tâm trạng rất vui vẻ, liên tục xoa bụng và cười nói. Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng Trung Quốc đồng loạt chúc mừng Hoắc Chí Hòa sắp lên chức bố lần hai, đồng thời dự đoán nàng Hà Tử Vi đã mang thai được khoảng 5 đến 6 tháng. Thế nhưng, sự thật về bức ảnh Lâm Tâm Như mang bầu lại khiến netizen chừng hững. Hóa ra, đây chỉ là những cảnh quay trên phim trường mà nữ diễn viên đang tham dự, hoàn toàn không phải là nữ diễn viên mang bầu bí lần hai. Những hình ảnh của bộ phim này cũng đang được nhã hàng dần dần. Mặc dù vậy, nhiều fan vẫn nuôi hy vọng gia đình Hoắc Chí Hòa sẽ có thêm một thành viên nhí nữa trong tương lai. Trước đó, Trashina đã chia sẻ bức ảnh cực hiếm của cá heo nhỏ khi xuất hiện tại buổi tiệc mừng thọ 70 tuổi của mẹ Lâm Tâm Như. Ngày hôm đó, cô bé mặc chiếc váy công chúa màu hồng siêu dễ thương, vậy nhưng mọi sự chú ý đổ dồn về hành động ôm chặt chân bố. Hình ảnh cá heo nhỏ khép nép bên Hoắc Chí Hòa khiến Sinet vô cùng thích thú. Có thể thấy rõ rằng tiểu công chúa nhà họ Hoắc thương yêu và bám bố tới như nào. Điều này hoàn toàn trùng khớp với những gì Lâm Tâm Như từng chia sẻ. Cô cho biết khi ở nhà, hai vợ chồng diễn hai vai khác nhau, một người nghiêm khắc, một người mềm mỏng bé hơn, và người luôn ở vai yêu chiều, cưng nựng con gái chính là Hoắc Chí Hòa. Điều này khiến cô bé luôn cuống quýt bố không rời. Đã bên nhau được 4 năm, nhưng Hoắc Chí Hòa và Lâm Tâm Như liên tục vướng tin đồn ly hôn. Giữa tháng 4 vừa qua, trang tin 163 gây xôn xao dư luận với bài viết có tựa đề gây sốc. Lâm Tâm Như bị bóc ngoại tình với sao nam trẻ tuổi, bị Hoắc Chí Hòa bắt gian tại giường sau đó đánh đập dã man. Bức ảnh hiện trường đã được chia sẻ. Không dừng lại ở đó, trang 163 còn cung cấp hai hình ảnh giường chiếu cực kỳ nóng mắt của Lâm Tâm Như và mỹ nam kém tuổi. Theo thông tin từ trang Gigi An Jisun, chàng trai trong ảnh là Lâm Trước Hy, bạn diễn của Lâm Tâm Như trong phim mới. Cặp đôi phim giả tình thật, nữ diễn viên họ Lâm phản bội tình yêu của Hoắc Chí Hòa. Nguồn tin cho biết thêm, sau khi quay phim xong, Lâm Tâm Như và Lâm Trước Hy ngoại tình ngay tại chỗ. Không thể ngờ rằng camera đã ghi lại được hình ảnh. Đúng lúc này, Hoắc Chí Hòa tới phim trường bắt gian tại trận. Trước cảnh tượng như vậy, Lâm Tâm Như né tránh sự tra hỏi của chồng. Tuy nhiên, Hoắc Chí Hòa vì quá xấu hổ và tức giận, cho rằng mình đã bị xúc phạm nên đã thường cản chân, hạ cẳng tay, đấm đá Lâm Tâm Như khiến cô bị thương nặng. Thế nhưng đây hoàn toàn là tin đồn sai sự thật. Những hình ảnh nóng mắt là một phân đoạn trong bộ phim sắp tới của Lâm Tâm Như. Trong một bài phỏng vấn, Lâm Tâm Như bộc bạch rằng lúc quay phim, Hoắc Chí Hòa vẫn luôn ở bên quan sát vợ. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải đóng kênh nóng trước mặt chồng mình. Ngoài ra, Hoắc Chí Hòa thường xuyên tới phim trường chăm lo cho vợ, thậm chí còn mua thức ăn đồ uống cho cả đoàn làm phim. Cảm ơn ekip đã luôn giúp đỡ vợ mình trong thời gian qua. Nữ diễn viên phủ nhận chồng nóng tính, bạo hành, cô cho biết tài tử họ Hoắc rất hiểu và tôn trọng công việc của cô. Đầu tháng 4, Trashina đăng tải bức ảnh Hoắc Chí Hòa đến phim trường thăm vợ với thái độ cực kỳ vui vẻ. Đây là bằng chứng hùng hồn nhất đập tan tin đồn bất hòa bủa vây của cặp đôi. Sự hiện diện của Hoắc Chí Hòa khiến không khí trường quay vui vẻ, náo nhiệt hẳn lên. Lâm Tâm Như cũng không giấu được niềm hạnh phúc của mình khi được gặp ông xã. Vì muốn ủng hộ phim của vợ, Hoắc Chí Hòa bày tỏ mong muốn được làm một vài khách mời. Khi nghe ý định của chồng, Lâm Tâm Như tròn mắt ngạc nhiên, sau đó hỏi lại đạo diễn. Đứng bên cạnh, tài tử họ Hoắc vừa tươi cười vừa nhìn vợ không rời mắt. Khoảnh khắc cả hai bên nhau ngập tràn trong hạnh phúc. Đáng tiếc là nguyện vọng của Hoắc Chí Hòa đã không thành hiện thực bởi ngày quay hôm đó đã kết thúc. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn vui vẻ đáp, không sao, lần sau cũng được. Sau khi buổi quay kết thúc, Lâm Tâm Như cùng chồng rời khỏi phim trường và trở về nhà. Mặc những tin đồn thất thiệt, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy mối quan hệ của Lâm Tâm Như và Hoắc Chí Hòa vẫn vô cùng tốt đẹp. Vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, vợ chồng tài tử họ Hoắc đã cùng tổ chức tiệc mừng thọ 70 tuổi cho mẹ Lâm Tâm Như. Nữ diễn viên Hoàng Châu cát cách còn dính nghi vấn mang bầu lần hai vì tăng cân nhẹ và để lộ vòng hai lớn bất thường. Trước đó, vợ chồng Hoắc Chí Hòa cũng nhiều lần xuất hiện bên nhau, không chỉ cùng đưa con gái đi học, còn sánh đôi tham dự các buổi tụ tập cùng bạn bè, ví dụ như bữa tiệc mừng 10 năm ngày cưới của vợ chồng đại S Từ Hy Viên vào cuối tháng 3 vừa qua. Trong một talk show chia sẻ về cuộc sống gia đình hiện tại, khi được hỏi về nguồn động lực để có thể hăng say làm việc, bà xã Hoắc Chí Hòa không ngại ngần chia sẻ, gia đình chính là sức mạnh giúp cô phấn đấu và nỗ lực hết mình. Lâm Tâm Như còn tiết lộ thêm, trong gia đình, cả ông xã và cô con gái cá heo nhỏ đều có tính xấu, là bướng bỉnh, thích tỏ thái độ ra mặt chứ không giấu giếm. Có lẽ vì hiểu cô con gái bé bỏng nên Hoắc Chí Hòa yêu chiều và cưng nựng cá heo nhỏ hơn. Không ít lần, paparazzi bắt gặp hình ảnh tài tử họ Hoắc ôm chặt con, vừa bồng bế vừa nựng yêu vô cùng tình cảm. Tháng 2 năm 2021, đôi vợ chồng khiến người hâm mộ lo lắng vì tin đồn tài tử họ Hoắc đuổi bà xã ra khỏi nhà để ngoại tình với em họ của vợ. Cả hai nghệ sĩ đều không lên tiếng phản hồi tin đồn, dù điều này làm ảnh hưởng không hề nhỏ tới hình ảnh và cuộc hôn nhân của cặp đôi. Tuy nhiên, qua bức ảnh mà cô giáo giày múa của cá heo nhỏ đăng lên mạng xã hội, có thể thấy Hoắc Chí Hòa và Lâm Tâm Như đã cùng nhau đưa con gái đi học, thái độ vui cùng vui vẻ.
Trước đó, Hoắc Kiến Hòa cũng xuất hiện trong buổi lễ mừng phim mới của Lâm Tâm Như đóng máy. Ngoài ra, nam diễn viên Hoa Thiên Cốt còn dành nhiều công sức để tổ chức cho bà xã một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Theo tiết lộ, Hoắc Kiến Hòa đã chuẩn bị suốt vài ngày để đem đến cho Lâm Tâm Như bất ngờ lớn trong ngày đặc biệt. Từ bạn thân rồi trở thành vợ chồng, Hoắc Kiến Hòa và Lâm Tâm Như là một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz ở thời điểm hiện tại. Đối với những tin đồn thất thiệt, hai vợ chồng thường không giải thích nhiều mà chủ yếu dùng hành động để chứng minh gia đình hạnh phúc.